Hôm nay Trâm sẽ chỉ ra những lỗi sai khi mà các mẹ vắt sữa bằng tay và hướng dẫn các mẹ vắt sữa thật là đúng nhé. Khi các mẹ vắt sai thì thường các mẹ sẽ miết như thế này. Các mẹ sẽ miết như thế này, tức là miết ở ngoài da và cái ngón tay của mình di động như thế này. Thì khi các mẹ miết như thế này, sữa không ra hiệu quả, đồng thời các mẹ sẽ rất là đau. Hoặc một số mẹ sẽ vắt ở ngay núm ti thôi, thì sữa không ra được tốt. Vậy cách vắt đúng là như thế nào? Bước 1, chúng ta sẽ dùng 3 ngón này. Chúng ta nâng ngực lên. Bước 2, dùng ngón trỏ và ngón cái để đối diện nhau qua núm ti và cách chân núm vú 2 đến 2,5 cm, thường là ở ngay mép quầng vú. 3, đó là chúng ta sẽ đẩy hai ngón này vào thành ngực sau. Sau đó chúng ta sẽ vắt. Khi vắt như vậy thì các mẹ rõ ràng thấy tay của mình không hề miết ra, đúng không ạ? Thì cách vắt như vậy giúp cho sữa sẽ ra rất là hiệu quả và mẹ sẽ không đau. Chúc các mẹ thao tác thành công. Để giúp cho các mẹ đỡ lo lắng và yên tâm hơn phần nào, thì ngoài hình thức tư vấn trực tiếp tại nhà mẹ, tư vấn qua video call hay là qua điện thoại, các mẹ cũng có thể tham gia vào group hướng dẫn thông tắc tuyến sữa của Trâm. Với hơn 20 bài học trong group sẽ giúp cho các mẹ biết cách để nhận biết được là mình có đang bị tắc tia không, biết cách để tìm ra nguyên nhân chính xác mình bị tắc tia sữa và từ đó có cách để mình khắc phục. Ngoài ra, trong group có các clip hướng dẫn thực hành bằng những hình ảnh trực quan nhất để giúp cho các mẹ tự thông tuyến sữa một cách an toàn, khoa học, hiệu quả và đúng đắn. Để tham gia vào group, mẹ có thể làm theo hướng dẫn ở phần mô tả. Cảm ơn các mẹ đã xem clip này và xin chúc tất cả các mẹ luôn luôn vững tin trên con đường nuôi con bằng sữa mẹ.